Diệu Quyên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì chúng tôi đã ghé ngang qua hội Habitat for Humanity để đưa số tiền là 200.000 Mỹ Kim do quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN đóng góp. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã đi theo phái đoàn xây dựng những cái căn nhà cho người dân tại Philippines. Và kế bên Diệu Quyên là một cô đang làm việc ở tại đây. Cô tên là Sylvia. Diệu Quyên xin được hỏi cô là cô đang làm gì với cái công việc cô đang làm? Sylvia, can you tell us a little bit what you're in charge for building the houses here? I am in charge here in the distribution of shelter repair kits. The shelter repair kits will help families who have partially damaged houses to repair them so that their houses can be livable once more. Thank you. And she said, kính thưa quý vị, cô ta nói là cô ta làm việc cho hội Humanity for Habitat for Humanity, và cô đã đưa những cái món đồ mà để xây dựng lại nhà cửa đến nơi đây và giúp cho người dân đang sửa soạn lại những cái căn nhà mà đổ nát. Behind me, I see the group of people. Are they volunteer or are they the worker? Đằng sau chúng tôi thì quý vị thấy là có những người mà đang tới đây, đang bắt đầu sửa sang lại nhà cửa. Thì chị Quyên không biết đây là những người thiện nguyện viên hay là những người đang làm việc cho Habitat? The ones you see around here are all volunteers. We have volunteers from Korea, and we also have volunteers from the local community. So they're here to help us repack these kits so that when we distribute it to families, it would be easier for them to carry it and bring it to their homes. Thank you. Cô cho biết là đằng sau là các thiện nguyện viên đại hàng, các em đang giúp cho hội để mà sửa soạn lại những cái món đồ để mà trao cho những người dân tại Phi. Và trong cái những cái món đồ mà để sửa sang lại nhà đất này thì có những gì? Would you please tell us that in the shelter kits, what do you have provide them? We have different materials. We have GI corrugated sheets and plain sheets for their roofing. We also have cocoa lumbers. This will help them put up braces for their houses. And for walls, we have marine plywood. This was thoroughly thought of to make sure that this will actually help them rebuild their house. And of course, of good and quality materials. Kính thưa quý vị, cô cho biết là đây là những cái món đồ mà hội đã gói ghém lại, gồm có những cái mái tôn, gỗ hoặc là những cái vật dụng để xây sửa nhà lại. Và những cái vật dụng này rất là tốt, thưa quý vị. How long does this take you to pack it and then how do you distribute it? Không biết là cô sẽ gói ghém lại như thế nào và cái cách mà cô sẽ trao lại cho những người dân ở đây thì như thế nào? Well, when the materials arrive, we immediately pack it. So sometimes it will take us a day in repacking these materials, and also a day in distributing it. Sometimes we do simultaneous. We do repacking at the same time. We also distribute all of these kits. Thưa quý vị, cô cho biết là thường thường thì khoảng mất một ngày thì cô có thể dồn những cái đồ vật này thành một cái gói ghém và trao những cái phẩm vật này cho những người dân tại đây. And how long this project is gonna be? Không biết là cái thời gian để mà đưa những cái món đồ này tới người dân là bao lâu? Well, we are looking at 6 months, but possibly it will extend depending on the capacity of our the government and also our organization in rebuilding homes for the families. Cô ta cho biết là khoảng 6 tháng, thưa quý vị, để mà gửi những cái món đồ này cho người dân tại đây. Chị Quyên không hiểu là nếu mà đưa những cái đồ này cho người dân thì không biết là người ta có biết xây cất nhà cửa hay không. When you give them the shelter kits, do they know how to build the house? They just take it and how do they build it? Actually, we provide a sort of briefing for them or an orientation on how to properly use these materials with the help of DSWD and their engineers. They have taught the families on how to put up the lumbers and the roofing materials properly.
Vâng, và cô đã trả lời là dĩ nhiên là trước khi mà đưa ra những cái món đồ này thì sẽ chỉ cho người dân cái cách xây dựng lại như thế nào, sẽ có những kỹ sư chỉ cho người dân là đặt cái nền móng như làm sao, hoặc là để cái miếng tô như thế nào ở trên cái mái ngói của họ. Anything else would you like to share with our audience? Because I know that you have volunteers. How do you get helped? Well, for the meantime, we are encouraging people to donate. So because shelter is as much as is as important as relief goods. Because at the end of the day, what matters most to a Filipino family is the security of a home. Yes. Và cô cho biết là nếu mà tốt nhất thì quý vị xin đóng góp những cái tiền mặt tới hội Habitat for Humanity, và những cái số tiền này thì hội sẽ mua những cái vật dụng và trao cho những người mà bị mất nhà cửa. I believe that the house must be built in three parts: the base, the walls, and the roof. So when we come here, all the roof is gone. You cannot live in the base. The base represents the mother of the house. The wall is represent the children of the house, mm-hmm. and the roof is represent the father of the house. Mm-hmm. Now the father is gone. We have to repair that. We need to help them to put together the family. Yes. Don't you think so? Yes, that is true. Thưa quý vị, đối với chị Quyên thì cái căn nhà gồm phải có cha, mẹ và con cái. Thì cha là cái mái ngói trong gia đình và mẹ là cái nền tảng trong gia đình. Và các con là những cái bức tường, bốn tường chung quanh. Mà nếu chúng ta không có ngói, coi như là mất một người cha trong gia đình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin một lần nữa kêu gọi quý vị đóng góp thêm cho những người dân tại Phi Lục Tân, và đặc biệt là những thành phố mà bị cái cơn bão Haiyan tàn phá trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chị Quyên đi vào một cái làng và chị Quyên thấy nơi đây đã được sửa chữa. Nói là sửa chữa thì cũng hơi thấy là cũng chưa có sửa chữa nhiều lắm thưa quý vị. Thì cái nhà thì nó hư chỗ nào thì mình đắp vá vào chỗ đó mà thôi. Bên cạnh chị Quyên là một thành viên cũng ở trong hội Habitat for Humanity, anh tên là Jeff. Chị Quyên sẽ hỏi anh là chương trình đã sửa được bao nhiêu căn nhà rồi, và kế bên của anh là một người đã được cái căn nhà mình sửa bởi hội Habitat for Humanity. Jeff, tell us about the house that we see in the back there. How many houses have you been in the Habitat for Humanity have been repaired? And she's the one of them, correct? Yes. Judy here is one of our beneficiaries. Okay. So as you see her house over there, the right side is the materials that we have given her. And half of it is the recycled materials, maybe perhaps the leftovers of the typhoon. So very, it's a very good design because they can maximize their materials. Kính thưa quý vị, ông cho biết là bên tay trái của Diệu Quyên đó thì cái nhà đó nó hư, cái nhà này thì thật sự là nó hư hoàn toàn rồi thưa quý vị. Nhưng mà ở phía bên tay phải là những cái đồ vật dụng mà ông đã dùng lại, coi như là mình gọi là recycle, mình sửa lại những cái gì mà mình đã có. Và cái bên tay trái đó thì là những cái vật dụng mà hội Habitat đã đưa cho bà Judy để mà sửa lại cái căn nhà của bà. Can you ask Judy how she feel about her new house? Judy, unsa may imong gibati sa kaning pag tabang sa Habitat sa inyo, ha? Lipay kaayo ko. Lipay kaayo ko. Daghang salamat in town. She said that she's very happy and a thousand thanks to Habitat and the donors. Kính thưa quý vị, bà nói là bà rất cảm ơn những vị đã đóng góp cho bà đã có được cái căn nhà này, và bà cảm ơn rất nhiều đến những quý vị đã yêu thương giúp đỡ cho bà để có căn nhà lại. How many members in her family? Pila ka buk na moyo sa imong pamilya? Nang lima. She said there are five members in the family who's living with her. Bà ta có tất cả là 5 người sống chung một cái căn nhà như vậy. Thì không biết là cái căn nhà này có đủ cái diện tích cho mọi người sống hay không? Is that enough square feet for everyone? Ilang pangutan na kung sakto ra ba ni sa imuha ang kadakon sa balay? Okay, okay na. Kay wa man tay lain. She said that it's okay because they don't have anything or other resources. So this is for her is very good already.
Kính thưa quý vị, đúng là người dân Phi rất là an phận. Đó là cái sự trả lời của bà cho biết là căn nhà này vừa đủ cho gia đình của bà và bà cũng không có dám mơ mong muốn gì hơn nữa. How many houses have you been repaired so far? Bao nhiêu nhà mà Hội Habitat đã sửa sang lại rồi? For this barangay, we projected about 1,500, okay, as support for the shelter repair kits. So far, we have distributed like 800 repair kits in this barangay. Thưa quý vị, ông cho biết là theo như dự tính là sẽ tới khoảng 1,500 căn nhà sẽ được sửa sang lại, nhưng mà hiện nay thì đã sửa được tới khoảng 800 căn nhà rồi. How long do you think we will take time to finish the other 700 houses? Okay. We're really looking at the month of January to be able to distribute all the repair kits for this barangay. So basically the challenge is just the purchase of local materials. So hopefully when materials is available, then we will start distributing. Thưa quý vị, ông cho biết là nếu mà có sẵn những cái vật dụng này đầy đủ thì có thể tới đầu năm tới thì mọi chuyện sẽ tương đối là xong. So in your point of view, do you think that the people who lived in this town, after they have the houses fixed, and then you will move on to another area and help, or what is your future plan? Okay, the future plan for this, because these are just temporary, okay, in nature for their houses, we Habitat plans also to build in the future permanent houses, okay. So there will be a social process that we will do in selecting the beneficiaries for the permanent housing. Và kính thưa quý vị, ông cho biết thêm là trong tương lai thì Hội Habitat sẽ nhắm vào những căn nhà mà chắc chắn hơn, bền vững hơn để mà Hội có thể giúp cho họ xây những cái căn nhà như vậy trong tương lai. So from the audience, what would you like to say to the audience about the needs, about the goods that they have been donated? Yes, first of all, from the bottom of our hearts, from the Filipinos, we would like to thank your kind-hearted support for all of us, especially the typhoon victims of Haiyan. So we are so blessed to have you helping our countrymen, and we look forward of hearing more from you and perhaps sharing more of your blessings to us. And we really thank you for your continual help to us. Thank you, sir. Và ông cũng cho biết thêm là rất cảm ơn quý vị khán thính giả và nhất là những người đã đóng góp cho chương trình này. Chúng tôi cũng xin được tiếp tục nhận sự giúp đỡ của quý vị. Nếu mà quý vị có thể được thì xin liên lạc với chúng tôi và giúp chúng tôi, đặc biệt là người dân tại Phi. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Diệu Quyên, Võ Thành Nhân, tường trình từ North Cebu. Xin kính chào quý vị.